Chơi gì đây? Tôm bò. Con đang chơi. Chơi cái gì? Một trò. Đâu? Trò gì đấy? Hello. Hello. Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu cho mình biết là bạn tên là gì không? Bạn tên là gì? Hả? Bạn con nhà ai? Con nhà ai? Mẹ gì? Ba đừng đăng lên nhá. Mẹ gì? Đây. Hello. Giải. Quay cho nó vui. Vui đang lên chìm vui lắm. Đừng ba đừng đăng á. Bươm còn bươm xinh. Bưởi á. Đâu? Đây. Ồ, quả bưởi to hết nhỉ. Đây là mít cả bác. Mít thế này bỗng này. À, chuối này. Xoài đây. Đấy cái xoài kia đấy. Đâu còn quả nào không? Mè này. Mè rơi xuống đây hết. 4 quả. Đây còn mấy quả kia kìa ba. Ừ. Còn mấy quả kia. Ừ nhỉ. Chua lắm. Cây xoài mấy tuổi ba? Cây xoài chắc là khoảng 7 tuổi. Cây xoài 7 tuổi. À. Cây cây này. Cây này 10 tuổi. Già rồi. Bo chơi cái gì đây? Làm bánh. Làm bánh nhá, bánh bằng đất đó. Hả? Bánh gì lại cắm cái que ở đây? Như kiểu cúng ông ngoại. Ui giời. Là thổi nến ấy. À thổi nến à, à bánh, bánh sinh nhật. Ơ thế bánh sinh nhật 1 tuổi à? Anh Tôm làm bánh gì? Anh đang làm bánh. Còn cứ phải làm cái bánh gì? Không quan trọng.